Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mua xe đạp đua Crolus Perium 530 giờ, một dòng xe đạp đua khung nhôm mang thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp. Và chiếc xe này được sử dụng full một bộ rút chuyển động Shimano Tiagra phanh bánh 700C, tông màu đen chủ đạo pha với màu trắng xanh rất là đẹp. Đây, thương hiệu Crolus, thương hiệu cũng cực kỳ nổi tiếng và rất là đẳng cấp của Pháp các bác nhé. Model của nó là Perium 530 giờ, nước sơn nguyên bản, do là xe đã qua quá trình sử dụng tại thị trường nước ngoài và nhập khẩu về nên là nó xuất hiện những cái vết xước không thể tránh khỏi. Còn chất lượng khung hay là tất cả những thứ chuyển động rồi ủ bi là còn cực kỳ là ngon các bác nhé. Khung gióng cực kỳ là chắc chắn. Sử dụng loại nhôm 6001 các bác nhé, một loại nhôm cực bền, rất là bền, chịu cường độ cao và chống bào mòn, được dùng rất nhiều ở trong xe đạp, cái loại nhôm 6061 này. Bộ chuyển động của xe thì ta sử dụng full một bộ Shimano Tiagra các bác nhé, với 10 tầng líp, đây, Tiagra 10 tầng líp và trên này là 2 tầng đĩa đạp. Cho xe có 20 tốc độ khác nhau, đùi đạp của xe cũng là đùi trục rỗng Shimano Tiagra đây. Đấy, full một bộ chuyển động từ đề đùi đạp từ đến đùi tay lắc trên này. Hoặc là full hết một bộ Tiagra các bác nhé. Phanh thì là phanh 3 mảnh, phanh này zin theo xe. Ghi đông DK. Cái thiết kế dẹp, ghi đông dẹp, bánh 700C, máy của Shimano, đây các bạn nhé, máy Shimano, bánh 700C. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh, thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây, đấy, thì giá bên em luôn công khai để trên phần tiêu đề, hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác ấn các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 48 mm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt 52 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m65 đến 1m75 đi phù hợp. Bộ chuyển động Shimano Tiagra 10 tầng líp, 2 tầng đĩa. Nó sẽ có 20 tốc độ khác nhau. Giá bán của chiếc xe bên em đang bán là 10.600.000 bao ship toàn quốc, cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.